Ok. Đổ đi. Check theory. Ủa? Ê, cái đó gì vậy? Ba cổng song song hay gì vậy? Không phải, này là cái này liên quan đến cái vấn đề mà, tại vì ra đâu có cái gì liên quan đến cổng đâu. Theory. Theory đâu? Hai, số chẵn, ok. Bốn cục pin. Rồi giờ mòn cái hình này. Đó thì là đi thẳng xuống luôn, đi thẳng xuống luôn. Đúng. 1, 2, 3, 4. Từ từ để cho nó hết đi. Nè, nó kêu nãy giờ mà, chờ nó đi. Có, cái cản lượt hai cái này này. Rồi. Cứ thả cho hết thôi. 1, một dài này, 3, 4 ngắn này, một dài 4 ngắn. Một dài, một dài hai ngắn, một dài bốn ngắn, một dài hai ngắn, một dài thôi thôi, một dài hai ngắn. Ta bảo cái gì, ta bảo dài bốn ngắn chứ đúng không? Một dài bốn ngắn, một dài hai ngắn. Nghe cái lò một dài bốn ngắn, một dài hai ngắn. Mày sệt chữ vào trước đi. Một dài bốn ngắn như không có. Số 1. Ờ đó là số 1. Không, một dài 4 ngắn á. Số 6. Số 6. Còn một dài 2 ngắn. Một dài. Chữ D, 6D. 6D. 6D là gì? 1 một dài 4 ngắn 3 ngắn hả? Ờ 3 ngắn 2 dài 3 dài B hình như là bom ấy. Khoan, tao nghe cái tiếng ấy nó khó chịu lắm rồi đấy. Đây ui. À, xả cho tụ điện nó hết. Ừ, nó luôn phải cắt cái tụ điện đấy. Bao là 365 đúng không? 3565. Ờ, 3565. Từ từ nha, con có đúng. Ok. Nó cắt đầu bằng cái 31 này là có thể vui lắm ý. Tiếp cái nữa nhé. Ok. Đây bảo. Khó. Khó thật sự ấy, tại vì cơ bản là cũng không phải biết tính như thế nào ấy. Ủa? Ủa? Trời ơi. Chiếc xe đi cái đã. Chiếc xe đi cái đã. Ờ, nhiều cục pin nè. Đi 6 chẳng nè. Rồi một cái nút cái đã. Hai cục thông thông này. Từ từ cái nút mà. Gì hai cổng sau đâu? Đây một cái này được tính là một cổng sau này, cái này là hai cổng sau. À, ok rồi, lúc như trời. Có đáp ứng không? Không. Ok. Cái gì không có vấn đề. Nhìn đối mắt lên. Từ nhưng nghe cái này đi, tôi nói này, y hay nờ. Yes or no. Từ để coi cái đó là cái gì vậy? Không biết, mò thử xem. Đang mò. Đây ở cái phần mà chủ đề về khơi thông khí ga. Thông khí ga. Cái điều tối nay dịch ra là gì? Thì tối nay là phát nổ. Không. Không, dịch nổ rồi, tao bấm nổ rồi, bấm nổ rồi, tao làm hại này. Mệt quá, không kịp. Ờ. Dây. Anh, tao, vàng. Ôi, xăng sao đèn chứ. À, chữ B. Các cộng dây nếu quả bom có một cổng song song, có một cổng.
Cắt dây nếu có một cổng bên trong. Cái gì đây? Ờ, mở ra hả? No. Oh shit. Màu đỏ không đèn. Màu đỏ. Các cộng với chỉ số cuối cùng số thi chẳng ok cái. Màu đỏ. Ừ. Cái kia giống như bỏ. Màu đỏ có đèn. Các cái dây á, màu đỏ có đèn á, dây đỏ có đèn. Có ngôi sao. Nó run vào lờ ra đây. Có ngôi sao chữ T. Cắt cộng dây trắng đi. Dây. À cái thông khí ga là nó hỏi, nếu như nó hỏi là có kiểu thông ga hay không, mở cái van ga hay không thì cứ mở đi. Nhưng mà phát nổ hay không thì không. Ok, phát cuối nhá. Ok nãy giờ hay lắm rồi đấy, là hai cái liên tục rồi đấy. Chơi ha co mà cái này là giỏi rồi. Không, từ cái ha co nó có thêm mấy kiểu không khí ga này kia để nó làm tóm. Thề mình nhớ cái phần mặt phẳng đen không? Quên tí là nổ luôn. Một cái máy này, cái máy này. Chữ L. Chữ L đầu tiên đúng không? Từ từ. Đừng mò bạn. Chờ chiếu. Lướt nhanh quá hôm nay. Chữ L có chữ La. Không la được. Có chữ gì khác, chữ gì khác? Chữ B phải không? B please. Please. À đâu. Nhầm, plan. Không có chữ L. Đổi chữ khác. Ờ, chữ S. Spell. Spell. Steel. Bone. A, à, có chữ nào? Bone. Ê, chơi đi, số chơi đi rồi, cái gì? Ờ, cái này liên quan, cái này không? Đây. Một ra đợt một. Nhấn nút vào vị trí thứ hai. Số 1 này. Nhấn nút được ghi nhận số 4. Số 4 này, 1, 4. Nhấn nút cuối cùng nhãn lúc bạn nhấn dây đợt 2. Khoan cho tôi rồi. Má gần được 3 lần liên tiếp rồi đấy. Thề. Má chú thật sự ấy. Kiểu bây giờ ha co nó không có cho cái số lần sai đâu. Đỡ không kịp. Mày đọc tao bấm luôn, tao hứa đấy. Từ, kêu nào mà bấm hả bấm? Sáu trắng. Mấy cộng dây đây? Sáu. Ở đây có cộng hả? Chỉ có một cộng dây vàng duy nhất đúng không? Ừ. Còn có nhiều hơn một cộng dây trắng đúng không? Không. Có cái nịch đấy. Không có cộng dây đỏ nào đúng không? À, có đó. Các cộng dây thứ tư đi, các cộng đen. Xa lại dây màu đen. Có mở ga không? Có. Rồi cái bám mốt. Ây da, chờ nó hết đi. Hết rồi. Không chưa, nó phải giờ có một cái đoạn giữa dài ra ấy. Chúng ta nhìn nào. Đây bắt đầu. Một dài này. Một dài ba ngắn. Cái bom. Trời kệ trời cái bom nhỉ. Không, tao nhớ là một dài ba ngắn là ba ngắn đó mà. Đúng không? Ba chữ S. Ba ngắn là chữ S. Ồ khoan, ba ngắn là chữ S mà đúng không? Ba chữ S. Ờ cái đây ba dài là chữ O. Má gấp gáp quá. Chậm lại. Gấp quá là không được. Từ từ thôi. Ừ, dùng tốc bất đạt.
Oh my god, ba cái cùng một chỗ này. Dây 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 nhanh dây nhanh. Dây 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 dây. Cái gì đâu? Cái gì của tôi đâu? Cái gì đâu? Cái gì đây? Ờ, trong dương có sao vàng. Có sao đèn. Trong dương có sao đèn. Sao điên. Sơ đi chắn. Hơn 2 cục pin. Các cộng dây nếu có quả bom có một cổng xong xong. Cổng xong xong. Cổng có cái địch cút. Từ từ cổng không có cổng xong xong. Cút. Cho coi cái dây ơi. Đỏ sao không có địch. Ok. Cắt cọng dây đi. Cắt đi. Ok. Đỏ. Cắt luôn đi. Nó cũng y chang vậy mà. Qua kia cắt luôn cọng đỏ bên kia luôn đi. Ok từ từ. Ở im đó. Không. Cọng cuối này là chắc chắn là cắt rồi. Mày nhìn đi. Từ từ để coi cái. Cắt rồi đảm bảo. Suy ra được ngay. Không. Suy ra được ngay tại vì nếu như mà mày cắt cọng đỏ cuối cùng mà nó vẫn không xanh được thì cái cọng cuối cùng phải cắt. Bắt buộc phải sao? Ừ. Tại vì mày muốn cái đèn này là mày muốn cái đèn này nó hiện được sai lá cây là mày phải bắt buộc phải cắt một cọng cuối cùng. Chữ O lớn, chữ O lớn. O lớn xong rồi ngôi sao chuyển hát với cái hỏi. Kêu cái liền. Con thử tới 8 này chỉ khó ở cái chỗ là 31. Ừ, cái duy nhất ấy. Hot. Nó là Moss chứ không phải là Hot. Ta biết đứa nào ghi Hot nè. Nó chữ M. À Moss. Moss, cái đó gọi là Moss, cái mã mà cầu cứu này kia đấy là cái ký hiệu âm thanh này rồi ánh sáng này kia đấy. Ừ, ký hiệu âm thanh kia. Ủa, hồi quân lính ta, hồi quân đội ta. Ừ, nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy là kiểu cái game này nó khó phân biệt ở chỗ là nó không có chu kỳ. Tiếng nó kêu y chang à, nhưng mà cái đèn kìa. Ừ, nó cứ chớp liên tục ấy. Nó nhìn mãi không ra, nó không ra tao biết là ừ lúc nào kết thúc rồi để tao biết. Nó cứ kiểu là ừ mày phải nhìn cái quãng ngắt dài này là đã kết thúc rồi này rồi mới bắt đầu này. Mày tự nhìn rất là mệt. Thôi tạm thời thì clip hôm nay tới đây cũng dài rồi. Tất cả nãy giờ cũng mình cũng dài khá là nhiều bom, cũng khá là giỏi hôm nay rồi. Thì mọi người vào các clip lần sau mình nhé. Chắc chắn là game này mình sẽ có phần 2. Đảm bảo với mọi người luôn tại vì muốn chinh phục được cái Mammoth. Đúng rồi. Yes sir. Yes sir. Thì mọi người vào các clip lần sau của mình nhé. Bye bye mọi người.